Selena Gomez tiết lộ đã phải vật lộn với áp lực ngoại hình từ năm 10 tuổi, nghe lý do mà xót xa. Nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ Selena Gomez đã hoạt động trong showbiz từ năm lên 10 tuổi. Trong suốt một khoảng thời gian dài kể từ khi còn nhỏ, Gomez đã luôn cảm thấy áp lực khi phải đạt tới diện mạo lý tưởng nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Gomez cho biết dần dần cô nhận ra mình không thể đạt tới những chuẩn đẹp thiếu thực tế trong giới showbiz ở mọi thời điểm. Chính vì nỗ lực chạy theo những chuẩn đẹp này mà từng có thời Gomez rất thiếu tự tin. Dù vậy, qua thời gian, cô đã dần gây dựng được sự tự tin vào bản thân mình nhờ vào việc trị liệu tâm lý. Kể từ đó, Gomez đã không ngừng nỗ lực chăm sóc cho sự tự tin của bản thân trong cách tư duy và hành động hàng ngày. Nữ nghệ sĩ thừa nhận rằng, việc lớn lên trước sự quan sát của truyền thông công chúng đã khiến cô chịu rất nhiều áp lực. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cô đã không còn chạy theo những chuẩn đẹp thiếu thực tế như trước và đã giúp cho tâm lý bản thân trở nên thoải mái hơn nhiều. Hành trình trưởng thành khi là người của công chúng từ lúc còn là một đứa trẻ thực sự gây cho tôi rất nhiều áp lực. Thật khó để cảm thấy thoải mái trong cuộc sống khi không ngừng cảm thấy mọi người đang quan sát, phán xét, bình luận về mình và thường những điều ấy tập trung nhiều nhất vào vấn đề diện mạo, gọi bài tâm sự. Bí quyết cải thiện tâm lý. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để cảm thấy ổn thỏa với chính mình. Sự tự tin là điều mà tôi vẫn đang phải nỗ lực đạt tới mỗi ngày. Nhưng kể từ khi tôi ngừng chạy theo những chuẩn đẹp thiếu thực tế, cách nhìn nhận của tôi về bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Gomez tin rằng chính sự khác biệt là điều giúp cô trở nên đẹp đẽ và ấn tượng trong mắt các fan. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn phải nỗ lực để trông thật xinh xắn, ấn tượng. Cần rất nhiều thời gian để sau này tôi nhận ra rằng, hóa ra tôi chỉ muốn được là chính mình. Đó chính là điều giúp tôi trở nên độc đáo, đẹp đẽ và thuyết phục đối với các fan. Gomez cho biết, cô rất đề cao vai trò của trị liệu tâm lý trong việc giúp cô nâng cao sự tự tin của bản thân. Một trong những việc tôi đã và đang làm để giúp bản thân tự tin tích cực hơn, đó là để thật nhiều tờ giấy nhỏ ghi những thông điệp, nhận định tích cực về bản thân mình ở nhiều vị trí trong nhà. Tôi có rất nhiều tờ giấy nhỏ như vậy trong nhà. Thông điệp mà tôi yêu thích nhất là mình được như thế này là ổn rồi. Ngoài ra, thỉnh thoảng không dùng mạng xã hội trong một thời gian cũng giúp cho tâm lý của tôi rất nhiều. Qua thời gian, Selena Gomez dần nhận ra rằng cô không cần phải trang điểm mọi lúc mọi nơi để tự tin là mình xinh đẹp. Lời khuyên mà cô muốn dành cho các cô gái trẻ, đó là trang điểm nên là điều khiến chúng ta vui vẻ, không nên là một gánh nặng áp lực và tuyệt đối không phải là điều mà bạn cảm thấy cần phải duy trì trong mọi hoàn cảnh tình huống. Tôi từng nghĩ mình cần phải trang điểm mới xinh đẹp được, nhưng giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng không trang điểm cầu kỳ cũng vẫn có thể xinh đẹp. Sự cố khi đi dự Met Gala. Selena Gomez cũng không ngần ngại nhắc lại sự cố cô từng gặp phải khi tham dự sự kiện thời trang Met Gala hồi năm 2018. Khi đó, cô đã sử dụng quá nhiều kem nhuộm da để tạo hiệu ứng da nâu. Hậu quả là trông cô quá lạ lùng và như thể bị cháy nắng. Nhớ lại sự việc khi đó, Gomez cho hay khi tôi chuẩn bị đi dự Met Gala hồi năm 2018, ekip đã thoa kem nhuộm da cho tôi. Ban đầu trông khá đẹp, nhưng khi trời tối dần, càng lúc trông da tôi càng tối sẫm. Khi tôi xem những bức ảnh của mình được chụp tại sự kiện, da tôi đã hoàn toàn đổi màu so với lúc ban đầu. Tôi lại đang tham gia một sự kiện thời trang danh tiếng và đình đám. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng mình cần phải sớm rời khỏi sự kiện.